Đồng hương Việt Nam trong vùng thủ đô Hoa Tịnh Đốn chuẩn bị đón Tết Nhâm Thìn năm 2012. Trong các buổi hội chợ của hai ngày cuối tuần vừa qua, được tổ chức cùng ngày với bốn chợ Tết khác nhau. Hôm thứ Bảy 14 tháng Giêng, hội chợ Tết đầu tiên chúng tôi có mặt là hội chợ Tết được tổ chức hàng năm do Hội Ái Hữu Người Việt vùng Maryland tổ chức, đã diễn ra tại trường Blair High School ở Silver Spring. Tiếng chúc bài thân tư bài. Không khí ngày Tết khiến cụ Hoàng Văn Minh, người xa quê hương từ năm 1975, hồi tưởng lại khung cảnh vui xuân ngày xưa. Thì trên bàn thờ, ở giữa bàn thờ có chậu thủy tiên, hai bên có hoa quả, có bình hoa hương án để làm lễ tổ tiên. Đó là một phong tục tuyệt vời mà chỉ có Việt Nam chúng ta có. Cũng giống như chợ Tết do Hội Người Việt Cao Niên tổ chức ở Virginia rất sớm, từ những năm đầu tha hương. Chợ Tết Maryland là một hoạt động trường kỳ và hàng đầu của đồng hương Việt Nam. Hội Ái Hữu Người Việt Maryland tổ chức chợ Tết mỗi năm để quý đồng bào đến mua sắm hoa quả, thưởng thức đồ ăn đặc biệt cho trong mùa Tết. Và đồng thời có cơ hội để gặp gỡ người quen và kết bạn mới. Đây là một thời gian rất là nhộn nhịp cho hội, và hội rất là quý mến sự ủng hộ của các quý đồng bào. Virginia, cái này là lần đầu tiên ở Maryland. Mà chị thấy hôm nay cũng đông quá ha. Đông, chợ đông không quá đông mà Ngọc Thơ đúng đúng vừa người thôi. Là năm nay thì tụi này bánh chưng bán đắt hàng nhất. Là tại vì bánh chưng năm nào của gian hàng Chưng Vương cũng rất là ngon mà rèn. Lúc nào cũng trẻ hết, không thấy già thế nào hết.
Hôm nay là tổ xuất bản miền Đông Hoa Kỳ có mặt ở hội chợ Tết Maryland để trình bày những cái sách vở trong năm. Đặc biệt năm nay chúng tôi có hai quyển sách rất là nổi tiếng, một là cuốn Lưu Hương Ký là thơ của Hồ Xuân Hương và bây giờ đã được trình bày phiên âm đầy đủ, và quyển thứ hai là một quyển lịch sử về điện ảnh Việt Nam trên 400 trang. Thì cái đó nó là cái gian hàng độc nhất mà có sách vở ở đây, thành ra là khách cũng chịu khó đi qua đây ghé qua để xem là trong năm có những sách nào đáng xem. Ở đó thì ai mà để ý đến chữ nghĩa Việt Nam đó, ai mà để ý đến văn hóa Việt Nam, cái di sản văn hóa Việt Nam ấy, thì đi qua đây thì xem những cái sách của chúng tôi có năm qua cũng như những cái sách mới. People are constantly coming in and out, so it ebbs and flows, but it's a large number, and I think reflective of a very strong and vibrant Vietnamese community that we have throughout this area. Have you tried some food over here? Oh yes, I will. I enjoy Asian food and certainly Vietnamese food. I'll get some before I leave. Well, thank you so much. Thank you. And Happy New Year, Year of the Dragon. Thank you. Happy New Year. Nhiều em đã đi nhiều lắm rồi. Thì hồi đó chị em là cụ làm cái chợ Tết này nè, bởi vì em đi thường xuyên. Dạ. À, con hát. Nói con hát nữa hả? Con hát cái gì vậy? Con hát em đi chùa Hương như sáng hôm qua. Ồ, giỏi quá vậy. Toàn thể quý vị khang an, thành công, mọi sự tốt đẹp trong năm mới. Dạ, gia đình Trưng Vương cùng Hoa Thịnh Đốn xin thân ái chúc tất cả khán giả của đài truyền hình một năm mới an khang, thịnh vượng, và hy vọng là chúng ta sẽ được về quê hương một ngày gần đây. Mới có điều kiện là phải có tự do nhân quyền nghiêm mới về nhé. Happy New Year! Yeah. Teresa. Dạ, em tên là Vũ Đan Ngọc. Năm mới con xin chúc quý vị đồng hương một năm mới vạn sự như ý, muốn gì được đó, tấn tài tấn lộc và tiền vô như nước. Dạ, chúc mừng năm mới. Ngọc Hành tường thuật từ Silver Spring, Maryland. Kính chúc quý vị một năm mới Nhâm Thìn, năm 2012 được an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Xin kính chào.